Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình và chuyên mục review nhẹ hero đã trở lại. Và chủ đề ngày hôm nay sẽ chính là Roana, một hero mới ra các bạn và hiện đang có banner luôn. Đầu tiên mình xem start của Roana với một Roana level 60 full awake á. Thì Roana sẽ có một hệ chỉ số rất là thiên về phòng thủ các bạn, với 5474 máu và 798 def. Lượng máu thì khá là trung bình mà lượng defense, lượng thủ cực kỳ cao các bạn, gần 800 phòng thủ luôn. Thì đi kèm với đó là 621 attack là hợp lý rồi, bởi vì Roana đâu phải là hero sát thương đâu. Nhưng mà có một cái nhược điểm chính là chỉ có 98 speed thôi. Lượng tốc của Roana khá là thấp. Tuy nhiên thì cũng không quan trọng lắm, bởi vì lát nữa qua bộ chiêu các bạn sẽ thấy là nó không cần nhiều speed lắm. Thì mình qua bộ chiêu của Roana đi. Roana sẽ có hai kỹ năng chủ động và một kỹ năng bị động các bạn. Thì cái kỹ năng chủ động đầu tiên của Roana là sẽ đánh một đứa bên địch và sẽ cho một hero bên mình một cái khiên. Thì hero nào mà có lượng máu thấp nhất sẽ được nhận cái khiên của Roana. Một cái ưu điểm của chiêu này đó chính là Roana có thể soul burn các bạn, nghĩa là sẽ dùng hai cục lửa để burn chiêu này và sẽ tạo khiên cho toàn team của bên mình luôn. Cái ưu điểm của chiêu này đó chính là có thể tạo khiên khi mà counter attack hoặc là duo attack. Cho nên là sẽ có một cái hướng build là Roana mà đi theo set counter các bạn. Hoặc là cũng có thể build Roana và cặp chung với lại Lilias để có thể mà kích cái chiêu này lên. Nhưng mà có cái nhược điểm của chiêu này á, nếu các bạn so sánh với lại Fallen Cecilia, các bạn sẽ thấy chiêu này có hệ số khá thấp. Fallen Cecilia sẽ có một cái khiên với 15% máu tối đa, nhưng mà Roana thì chỉ khoảng 12-13% gì thôi. Đồng thời là sẽ bị khắc chế, khiên của Roana sẽ bị khắc chế nếu như mà Roana bị stun hoặc bị sleep, tức là không có đánh, không có tung đòn đánh thường được. Nhưng mà trong khi đó thì Fallen Cecilia vẫn chỉ cần tới lượt thôi là có tạo khiên rồi. Cho nên là nếu như các bạn so sánh với Fallen Cecilia sẽ có mấy cái ý đó. Đồng thời là với một cái lượng speed khá là thấp với Roana, cho nên là khả năng đến lượt của Roana sẽ bị hạn chế hơn Fallen Cecilia. Do đó mà cái chiêu 1 này chắc là cũng không được tung thường xuyên đâu. Điểm mạnh của Roana chủ lực luôn chính là cái chiêu bị động này đây. Chiêu chủ lực của Roana có nghĩa là nếu như các bạn bị đánh bởi các đòn là extra attack, counter hoặc attack hoặc là duo attack, thì khi đó Roana sẽ hồi máu cho nguyên một team luôn, đồng thời là sẽ buff combat readiness cho cả team luôn. Lượng combat readiness sẽ là 5% và cộng dồn với mỗi hero bị đánh, có nghĩa là chỉ một hero team mình bị đánh thôi bằng những đòn duo hoặc là counter hoặc là extra attack á. Thì nếu như chỉ có một hero bên team mình bị đánh thì cả team được cộng 5% combat readiness. Nhưng mà nếu như team cả 4 hero đều bị đánh thì có 5x4 là cả team nhận được 20% combat readiness. Chưa kể là lượng máu hồi phục sẽ tỷ lệ với lại lượng máu tối đa của Roana nữa. Do đó nếu các bạn build Roana càng trâu bò nhiều máu thì lượng máu hồi phục càng nhiều. Và nếu như các bạn muốn chỉ số luôn á thì là khoảng chừng đâu cũng tầm 5%. 5-7% lượng máu hồi phục của Roana cộng dồn cho mỗi hero luôn các bạn. Ví dụ như là team bạn cả 4 hero đều bị đánh thì cộng lên là khoảng 5x4 là 20%, hoặc là 7x4 là 28% máu tối đa của Roana, rất là nhiều các bạn. Các bạn có thể tưởng tượng là chiêu 3 của Destina. Destina cũng là một hero healer 5 sao mà là 30% lượng máu tối đa rồi, mà nó hồi một lượng máu khủng khiếp đến chừng nào. Thì đó là cái chiêu 2 của Roana, chiêu làm nên tên tuổi luôn. Và cuối cùng là một chiêu cuối của Roana chính là một cái chiêu buff các bạn. Thì Roana sẽ hồi máu cho cả team mình, đồng thời là sẽ buff cái hiệu ứng revive, tức là cái hiệu ứng hồi sinh lên toàn team luôn. Điều này làm cho hero Roana là một trong những hero hiếm hoi, nếu như không nói là hero duy nhất mà thuộc cái hệ không phải Moonlight á, có thể búp được hồi sinh cho toàn team. Thì trước đây có con Miss Dechen các bạn, là một hero hệ nước, con hero 3 sao á, thì nó chỉ búp được revive cho một đứa thôi. Nhưng mà Roana thì nó có ưu điểm là nó búp được toàn team luôn, đồng thời hồi máu nữa, và lượng hồi máu nó cũng phụ thuộc vào lượng máu của Roana.
nghĩa là cũng rất là nhiều các bạn. Chưa kể là chiêu này chỉ có bốn lượt hồi thôi, là nếu như các bạn chỉ dùng với mục đích hồi máu thôi đó, thì sẽ hồi máu được nhiều lần hơn Destina, Destina tới 5 lượt hồi lần. Thì đây là một cái chiêu của chiêu 3 của Roy nè. Nếu như các bạn không có Mac Louis thì các bạn có thể xài đỡ cũng được. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm là sẽ không hồi sinh được hero đã chết các bạn. Ví dụ như là hero chết rồi á, thì bạn chơi chiêu 3 này thì nó không có gì xảy ra hết, chỉ là cho cái búp hồi sinh thôi, và những đứa nào có búp hồi sinh này bị chết thì mới được hồi sinh lại được. Thì đó là bộ chiêu thức của Roana. Với cái bộ chiêu thức này, Roana sẽ đi đâu được? Thì các bạn có thể thấy là Roana xoay quanh cái việc để chống lại những cái team có extra attack, counter attack hoặc là đùa attack. Cho nên là đi dù cho PvE hay PvP thì phải đi vô những cái gọi là những con boss hoặc là những cái team mà có những ba cái thứ extra attack counter trên thì Roana mới hữu dụng được, còn không là coi như bạn chấp cái chiêu hai này luôn. Do đó mà xét về PvE thì các bạn có thể đem vào đánh boss Golem. Golem có cái cơ chế là counter attack cả team, cho nên là Roana rất là mạnh trong Golem. Có thể đi Banshee cũng được, vì Banshee có cơ chế là nếu như mà team bị dính độc á, Banshee sẽ extract tắt thêm một đòn cả team nữa, cho nên là Golem và Banshee là hai nơi mà Roana có thể chơi được, chơi mạnh luôn. Boss thì trong Hell Raid á, các bạn có con nữ hoàng á, cũng có extract tắt, hình như có cao tờ tắt chứ không phải là extra. Thì con nữ hoàng trong Hell Raid hoặc là mấy con mini boss trong Hell Raid luôn á, ví dụ như là con bọ hệ lửa các bạn, nó extract tắt cho chết luôn cả team thì các bạn có thể dùng. Carcanis cũng có thể là con boss Carcanis hình như cũng có extract tắt, các bạn có thể dùng được. Hoặc là mấy con ong mà có thêm cao tờ, hoặc là những con boss trong Abyss mà mấy con súng máy á, các bạn nó bắn bắn cao tờ bắn thêm quá trời luôn á, thì các bạn có thể đem Roana vào, Roana sẽ trị mấy đứa đó. Xét về PvP á, thì Roana dường như là một hero được thiết kế ra để PvP, thì cũng tương tự thôi. Nếu như mà các bạn gặp team PvP mà không hề có extract tắc, không hề có cao tờ, không hề có duo thì coi như Roana chấp chiêu 2. Nhưng mà nếu như Roana gặp mấy cái team mà có extra cao tờ duo á, thì Roana là gọi là được thánh hóa luôn các bạn, thành một cái thế lực gì đó mà không thể tưởng tượng được. Ví dụ như Seaside Bellona nó quạt cái chiêu 2 mà coi như là hồi máu cho team mình luôn các bạn. Seaside Bellona các bạn có thể tưởng tượng là quạt chiêu 2 khoảng chừng 7.000 máu, 5.000 máu, 7.000 máu gì đó, mà Roana nó hồi một phát 10.000 máu coi như là vừa tặng Combat Readiness mà vừa tặng máu luôn. Đó là coi như là Roana cao to thẳng mặt Seaside Bellona. Hoặc là con Burgess các bạn, nếu như các bạn build Burgess hệ đất á, thì xin chia buồn các bạn, Roana cũng cao to luôn Burgess. Charles và Martial Artist Ken thì có vẻ dễ thở hơn một chút, bởi vì là tụi nó chỉ counter một, vậy là một hero thôi, thì Roana chỉ hồi khoảng 5% máu và đẩy 5% combat readiness thôi, thì cũng là không có gì nhiều hết, thì hên hên cho Charles và Martial Artist Ken. Điểm yếu của Roana đó chính là cái hệ chiêu thức này sẽ bị khắc chế hoàn toàn bởi debuff các bạn. Đặc biệt là cái debuff mà cấm hồi máu với lại cấm buff á, thì cái đó là chiêu 2 và chiêu 3 của Roana hoàn toàn vô dụng, thậm chí chiêu 1 cũng vô dụng luôn. Và hai cái debuff này cấm hồi máu và cấm buff nó đều ở trong con Seaside Bellona hết các bạn. Và Seaside Bellona có thể soul burn để xuyên kháng được. Cho nên khi bạn đánh mà real time arena thì các bạn cũng nên cẩn thận một chút với lại Seaside Bellona. Ngoài ra thì Bassa cũng có thể là một counter cho Roana nữa, bởi vì cấm cấm gắn cái hiệu ứng hồi sinh này lên rồi. Cho nên là cẩn thận các bạn. Nếu như các bạn xài Roana thì nên cặp chung lắm với lại team có immunity hoặc là team có giải hiệu ứng, thì khi đó Roana sẽ có một chức năng toàn diện hơn. Về build đồ cho Roana thì các bạn có thể build nhiều cấp. Những cái set đồ chính, set 4 món thì các bạn có thể build set speed là chính nhất, hoặc là các bạn có thể build counter để mà tận dụng cái chiêu 1 này. Những cái set đồ 2 món thì các bạn có nhiều, ví dụ như là set HP các bạn, set cộng máu hoặc là set resist, set cộng kháng hoặc là set immunity cũng được. Thì các bạn có thể từ 5 cái set đồ này, hoặc là các bạn có thể dùng set 4, set 2, hoặc là các bạn có thể dùng 3 set 2 món luôn. Ví dụ như là các bạn có thể dùng set speed HP,
Speed Resist, Speed Immunity, hoặc là các bạn có thể dùng HP luôn. Resist. Là ba cái immunity nhưng mà ít ai dùng ba immunity lắm. Nên nói chung là cũng linh hoạt, các bạn có món nào mạnh thiên về máu và resist và speed đó, thì các bạn có thể cho Roenna xài được. Về giày thì các bạn nên cộng giày speed các bạn để mà lượng tóc này cao một chút, lên khoảng chừng 140 trở lên là chắc là ổn rồi, sẽ ít bị cắt lượng. Chứ mà nếu các bạn để speed mà khoảng chừng 100-110 là bị cắt lượng ghê lắm các bạn. Nhẫn và dây chuyền thì các bạn nâng vào sinh lực rồi, bởi vì là chiêu của Roenna toàn hồi máu theo sinh lực Roenna mà, cho nên là lượng máu này càng cao càng tốt, khoảng chừng 20.000 máu trên nữa thì càng tốt, nhưng mà ít nhất thì nên 20.000 máu. Hết rồi các bạn. Sắp start thì các bạn nên chú trọng vào speed nữa, máu nữa, có thể là defense nữa. Defense này là chỉ số gốc khá cao rồi, cho nên là một lượng phần trăm nhỏ defense sẽ giúp cho Roenna trâu bò hơn rất là nhiều. Có thể kèm thêm là kháng hiệu ứng để mà đừng có bị như là stun hay là sleep hay là mấy cái mà cấm hồi máu, cấm gì đó, mấy cái cấm phiền lắm. thì đó là cách build cho Roenna. Nói tóm lại là chú trọng vào sinh lực các bạn và speed, hai chỉ số này quan trọng nhất. Về artifact cho Roenna, artifact cho Roenna thì có hai cái art trấn phái các bạn. Rất tiếc là không phải cái art của Roenna mà chính là hai cái art này đây. Thứ nhất là Shimanra Staff sẽ cộng thêm lượng máu hồi phục cho Roenna. Với một cây gậy Shimanra level 1 thôi đã cộng 20% rồi, các bạn có thể tưởng tượng với một Roenna được build chuẩn á, hồi khoảng 7.000 máu với chiêu 2 đi. 7.000 máu mà các bạn cộng thêm 20% là coi như là cộng bao nhiêu nhỉ? 1.400 đi. Thì tổng cộng với một cây gậy Shimanra level 1 các bạn hồi được 8.400 máu. Rất là kinh khủng. Rồi các bạn có thể tưởng tượng mà nếu mà nó lên 40% là nó hồi bao nhiêu máu. Thậm chí là có những người chơi mà gắn Shimanra có thể hồi mười mấy ngàn máu, 11-12.000 máu luôn. Shimanra Max đó các bạn, rất là nhiều. Đồng thời là sau khi được buff lên thì Shimanra còn cộng thêm effect resistance đến 20% nữa. Cho nên là đây là một cái thứ gọi là giúp cho Roenna đã bá đạo, đã còn bá đạo thêm nữa. Không thể thiếu được. Nếu như các bạn có Shimanra Staff và Roenna, hai tụi nó chắc phải đi chung với nhau rồi. Một ứng cử viên khác cho artifact tốt của Roenna đó chính là Idol Shear các bạn. Nếu như team các bạn có một đứa gọi là sát thương chủ lực và có thêm những cái hiệu ứng mà bảo kê, ví dụ như là Invincible nè, ví dụ như là Immortality nè, những hiệu ứng bất tử hoặc là kháng sát thương, hoặc là nói chung là những hiệu ứng bảo kê, thì các bạn có thể gắn cái Idol Shear này vào. Với một phiên bản Max Idol Shear thì nó cộng combat readiness lên đến 20%. Nếu như các bạn đem vào đánh team có Caesar Bellona quạt một phát, team bạn nhận được 20%. Hero trong team mà có attack cao nhất nhận tiếp 20% nữa, các bạn có thể tưởng tượng là 40% combat readiness. Chỉ một cái quạt của Caesar Bellona thôi mà sát thương chính của bạn nhận được 40% combat readiness. Tức là nó xoay lượt cực kỳ nhanh luôn, dồn sát thương hết cho team địch rất là nhiều, cho nên Idol Shear cũng là một lựa chọn khá là mạnh. Ngoài ra thì những cái art 5 sao còn lại nó rất là thời thế các bạn, nó không có hữu dụng mấy. Ngay cả chính cái art trấn phái của Roenna luôn thì chỉ đơn giản là hồi máu ít thôi các bạn, bởi vì là nó không có tỷ lệ thuận với lượng máu của Roenna và tỷ lệ thuận với lượng máu của mục tiêu, cho nên là nó cũng không đặc sắc lắm. Ngoài ra thì chỉ có một lần một lượt thôi cho nên cũng không ổn nữa. Điểm yếu của Roenna chính là về hiệu ứng xấu các bạn, cho nên các bạn có thể cân nhắc dùng Stella Hubbard để giải hiệu ứng ra, hoặc là có thể dùng Potion Vial cũng là một cái art giải hiệu ứng. Ngoài bốn cái art này ra thì mình không nghĩ là những cái art khác có hữu dụng mấy trên Roenna đâu. Có thể xài tạm cũng được trong lúc chờ có Shimanra Staff, hoặc là chờ Idol Shear về thì xài. Rồi hết rồi các bạn, đó chính là Roenna, một bài review nhẹ nhẹ ngắn ngắn về một hero gọi là không được đa dụng, nhưng mà nếu mà gặp đúng cái trường hợp cần Roenna thì Roenna lại trở nên cực mạnh trong những trường hợp đó. Thì một hero có phạm vi sử dụng khá hẹp các bạn, nên nếu các bạn không có xâm được Roenna thì cũng không có gì đáng ngại, không có gì đáng gọi là tận thế hay gì hết trơn á.
Nhưng mà nếu các bạn xâm được Rowena thì xin chúc mừng các bạn đã có một cái công cụ rất là đắc lực trong việc khống chế mấy cái mà gọi là counter, tắt đùa, tắt extract, tắt mọi thứ đó luôn. Do đó mà nếu như các bạn hỏi mình có nên xâm hero này không á, thì mình nghĩ là nếu như các bạn thích thì các bạn cứ xâm đi, nhưng mà vẫn luôn giữ cho mình một cái khoản tiết kiệm, bởi vì là game sẽ có vài đợt limited đó các bạn, mấy hero limited, thì mình luôn giữ cho bản thân mình một cái khoản xâm mình ít nhất là 100 lần xâm mình, rồi thì dư ra bao nhiêu sau đó thì cái phần dư ra đó mình sẽ xâm mình những hero mới này. Bởi vì dù gì Rowena đâu phải là limited đâu, cho nên là hên xui các bạn xâm Covenant nó cũng ra được mà. Nhưng mà những hero limited đó thì các bạn nói tóm lại là nên giữ một cái khoảng chừng 100 lần xâm, sau đó là phần dư ra thì các bạn có thể tùy ý xài. Các bạn có thể hốt Rowena về cũng được, nhưng mà không hốt thì cũng chả sao, không có gì hết trơn. Thì đó là về phần review nhẹ Rowena các bạn. Mình xin kết thúc phần review này tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau. Tạm biệt các bạn. Bye.